Quá khứ tưởng đã ngủ quên, trỗi dậy mạnh mẽ. Nỗi đau dĩ vãng hồi sinh. Em đang mang trong bụng đứa con của anh Ba Phước nè. Chấp nhận làm vợ Hai Thành đi. Cô phải cố thật tâm với con đứa của mình. Cô có coi tôi là chồng của cô hay không? Những tổn thương có thể được hàn gắn. Đón xem những tập cuối của bộ phim Một Nửa Nanh Cọp lúc 19 giờ từ thứ năm đến thứ bảy hàng tuần trên Chú Đi TV.